an lành và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, với một cái sự vụ lần này nữa là rất là nhiều lần, hàng năm nghệ sĩ Thanh An điều khiển chương trình. Hôm nay nghệ sĩ Thanh An đi xuống hơi trễ, thì Minh Tâm tình nguyện bước lên sân khấu để giúp chú Thanh An điều chỉnh chương trình hôm nay. Vì kính đến lời cảm ơn thầy Minh Đức, viện chủ chùa Giảng Đức, kính đến lời cảm ơn với chính quyền địa phương và toàn thể quý vị nam nữ Phật tử, lời cảm ơn chân thành nhất. Kính thưa quý vị, để mở đầu,